Đây là ngôi nhà của gia đình ông Vương Đạo Trung. Tạm bợ, xuống cấp là những từ ngữ có thể dùng để đánh giá căn nhà này, mặc dù nó nằm ngay một phường trung tâm của thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Trao đổi với chúng tôi về nguyên nhân căn nhà xuống cấp mà không được sửa chữa, xây dựng, ông Vương Đạo Trung, trú tại số nhà 44, đường Thích Quảng Đức, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một cho biết. Thì trong khi mà gia đình tôi mà bị tranh chấp đó, thì cũng gia đình gặp khó khăn lắm. Là coi như là mấy đứa con này kia là cũng không có chỗ ở nữa. Bởi vì cứ không có cho chữa không cho gì hết, thành ra cũng khó khăn lắm. Thì cũng nhờ các cơ quan chính quyền là cũng coi xem xét để mà giúp đỡ gia đình tôi. Vì gia đình tôi tới 8 nhân khẩu lận. Được biết, diện tích đất gia đình ông Vương Đạo Trung đang sử dụng do ông Nguyễn Tấn Tạo, trụ trì chùa Tây Tạng, mua của vợ chồng ông Võ Văn Hường và bà Lương Thị Bảy từ năm 1945 để cho ông nội của bà Đỗ Thị Lan là ông Hội cùng hai cháu là bà Bâu và bà Hương sinh sống tại đây. Đến năm 1955, khi bà Lan sinh ra, vẫn tiếp tục sinh sống trên mảnh đất này. Đến năm 1978, bà Bâu và bà Hương chuyển đi. Năm 1987, gia đình bà Lan được Sở Xây dựng tỉnh Sông Bé, nay là tỉnh Bình Dương, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cửa với diện tích nhà là 25m², diện tích đất là 225m² và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Trong suốt quá trình này, chùa Tây Tạng không hề có bất cứ quá trình sử dụng cũng như kê khai đăng ký diện tích đất đai nào liên quan đến thửa đất nêu trên. Đến năm 1995, khi gia đình bà Đỗ Thị Lan được chính quyền thông báo làm thủ tục hồ sơ, giấy tờ để đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thế nhưng, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Đỗ Thị Lan lại bị ngáng đường bởi ông Trần Đình Du và ông Nguyễn Hoàng Phúc, đại diện chùa Tây Tạng, khiếu nại, gây tranh chấp tại diện tích 447,8m² đất. Đất tôi đang ở nay là 7-80 năm nay rồi mà trên chùa nó không có cái căn cứ gì hết mà nó thư kiện tranh chấp tôi kéo dài. Tranh chấp kéo dài nay gần 30 năm rồi mà cũng chưa có ra đâu hết. Theo đó tôi biết là đất này của ông Tạo mua cho ông nội ở. Mà chùa thì chùa cá nhân, mua đất này mua có bàn phán riêng, đâu có dính chung với đâu phải chùa đâu. Mà đất này cách chùa cả 100m lận, 200m lận, đâu có liên quan gì tới chùa nữa đâu mà. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2000, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ra quyết định 3419 nêu rõ việc cho rằng toàn bộ khu đất của ông Tạo sau khi chết là thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng của chùa Tây Tạng Tự là không có căn cứ pháp lý. Vì không có căn cứ pháp lý nào để xác định chùa Tây Tạng Tự trực tiếp quản lý sử dụng khu đất nêu trên, sự việc tranh chấp tưởng chừng được giải quyết thấu tình đạt lý từ đó, nhưng không. Lần đầu tiên mà ra về ủy ban á, xử lý á, thì bác đơn bên chùa giữ lưu cư cho bà Lan, nhưng mà trong khi đó thì ông Phan Đoàn ký thì cái quyết định đó thì ông Phan Đoàn ký không đầy một tháng hai tháng là ông Đoàn về đi, thì bà Trần Thị Kim Dân mới lên thay thế, bà lại nhận tiếp cái hồ sơ, nhận tiếp người khác nữa, cũng chùa đại diện mà người khác, bà nhận hồ sơ tiếp rồi bà xử bà cưỡng chế gia đình tôi đó. Vì đâu gần 30 năm, một vụ tranh chấp đất không có căn cứ pháp lý vẫn kéo dài, chưa được giải quyết. Có hay không sự mập mờ trong việc giải quyết này? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý độc giả về tiến trình giải quyết vụ việc trong những phóng sự tiếp theo.